Đại Dương xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình Chính tình quốc tế với chủ đề kỷ niệm 25 năm tai nạn Chernobyl. Kính thưa quý vị, tai nạn tại nhà máy điện Fukushima ở Nhật Bản đã tô thêm những nét u ám trong dịp kỷ niệm 25 năm tai nạn tại nhà máy điện Chernobyl ở Liên Xô. Và như vậy thì nhân loại có sẽ chia tay vĩnh viễn với loại điện hạt nhân, hoặc là họ sẽ tìm cách chế ngự cái năng lượng nguyên tử để mà hình như rất còn cần thiết trong cái tiến trình văn minh của nhân loại. Hôm nay, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích sẽ cho chúng ta những nhận định liên quan đến chủ đề này. Xin kính chào giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Dạ vâng, thưa xin kính chào bình luận gia Đại Dương cũng như quý khán thính giả của đài SBTN. Thưa giáo sư, chúng ta được biết là cái tai nạn Chernobyl xảy ra vào ngày 26 tháng 4 năm 1986 đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng trong đối với các cái lịch sử nhà máy điện nguyên tử. Và như vậy thì giáo sư cho rằng cái hậu quả do đâu nó gây ra cái tai nạn đó? Dạ thưa, cái lò điện nguyên tử Chernobyl ấy, nó xảy ra là tại vì rằng là ngay trong cái kiến trúc của nó đó, nó cũng có những cái điều mà nó bất cập. Tỷ dụ như là những cái xi măng mà nó bao che cái lò đó là nó quá mỏng manh so với cái lò nguyên tử của Fukushima chẳng hạn. Thế rồi thì cái nó có cái mái của nó đó, nó cũng không có đủ nặng để nó đè những cái giấy xuống. Thành ra đến khi nó xảy ra đó thì nó có những cái kết quả rất là tai hại đối với ngay cái vùng chung quanh đó ở bên Ukraine, nhưng mà nó còn cái phóng xạ nó còn bay đi lên trên không trung, nó sang đến ba quốc gia, thành ra là ít nhất là ba quốc gia bị ảnh hưởng, chưa kể là cái phóng xạ nó cũng sang cả những quốc gia khác nhưng mà nó không đến nỗi bị tai hại. Một phần nữa có lẽ là do cái loại máy điện đó là loại cũ hơn với Nhật Bản. Nhật Bản thì tương đối cái loại nó mới hơn. Đó cũng là một cái lý do. Và thưa giáo sư, như vậy thì sau khi cái thời gian cho sâu gần một tháng trời thì cái nhà máy điện Fukushima, cái tai nạn đó họ nâng lên một bậc tương đương với Chernobyl. Nhưng mà người ta lấy làm ngạc nhiên nếu so sánh cái sự thiệt hại hai bên nó sẽ khác biệt. Như vậy vì lý do gì mà hai cái đó nó cùng tương đương một cái bậc nguy cơ nhưng lại thiệt hại ít hơn? Dạ thưa, cái vấn đề là ở bên Nhật Bản đấy, nghĩa là họ đã có được những, trước hết là họ được có thông tin nó rất là mau mắn, để và nó cũng chính quyền ấy, họ cũng buộc người dân nó di tản đi ra khỏi ngoài cái vùng mà bị ảnh hưởng sớm hơn, và do đó nên trong cái lễ kỷ niệm Chernobyl vừa mấy hôm vừa rồi đó thì chính ông Medvedev là tổng thống Nga ấy, cũng phải công nhận rằng là lúc xưa ở Liên Xô họ đã thông tin không kịp, rồi thì giấu giếm bằng thứ này kia về, thành ra là đến khi cái hậu quả nó vô cùng là tai hại, cũng như là cái tổ chức WHO, tức là tổ chức y tế quốc tế, thì họ đã cho thấy rằng là ít nhất là 600.000 người bị ảnh hưởng, 4.000 người chết trong cái vụ Chernobyl, trong khi đó ở Fukushima thì con số nó nhỏ hơn rất nhiều. Thưa quý vị, chúng ta biết là cái vụ mà tai nạn xảy ra tại Liên Xô đó thì nó được thông báo khi sau 72 tiếng đồng hồ. Nghĩa là người ta biết rồi là có những người đã chết rồi hoặc những người đã nhiễm xạ rồi. Lẽ ra họ được di tản sớm hơn. Thì đó là một cái nguyên nhân chúng ta thấy rằng cái tính cách quan liêu của trong cái guồng máy càng ngày càng lớn thì họ sẽ không có kịp thời phản ứng mà họ phải chờ chỉ thị từ ở trung ương đi rồi họ mới làm. Nhưng mà ở đây là một cái công ty tư nhân, do đó họ phải làm tức thời bởi vì trách nhiệm họ chịu và thiệt hại họ là người gánh chịu nhiều nhất. Đúng thế. Dạ thưa quý vị, như vậy thì cái phản ứng của quốc tế đối với cái trong nhân dịp ngày kỷ niệm Chernobyl như thế nào thưa giáo sư? Dạ thưa, phản ứng quốc tế thì nghĩa là rất nhiều người bây giờ lo ngại về cái năng lượng hạt nhân, và do đó nên cho đã có những cái cuộc biểu tình rất là rộng rãi trên nhiều quốc gia trong cái thời gian đó. Thậm chí ngay cả tại Thái Lan mà cũng có một cuộc biểu tình của người Việt với lại người Thái mà chống lại cái dự án
xây cái lò hạt nhân ở Ninh Thuận ở Việt Nam, cũng chính mà ông Nga xây. Không, cái đó là đến năm 2014 mới xây, để 2020 mới vào sử dụng. Vậy mà bây giờ người ta đã lo ngại đủ để người ta đã biểu tình chống đối cái đó. Thì như vậy thì cái trong khi đó thì cái trường hợp mà Ukraine họ định xây cái quách, tức là cái vòng che cái nhà máy điện như thế nào? Dạ vâng, thì hiện giờ đó thì họ phải tìm, mặc dù là cái mức phóng xạ nó đã xuống ghê lắm, từ 20.000 milisievert xuống bây giờ còn có 31 milisievert, thì nghĩa là một con số gọi là chịu được. Nhưng mà dầu gì thì người ta vẫn phải tìm cách, người ta làm cái quách, tức là một cái thứ như cái áo quan ấy, để nó trồng lên trên và để cho nó dứt hẳn cái vấn đề phóng xạ vì đó. Vì cái cũ bây giờ nó đã hư rồi, nó đã hư, nó mục nát, và họ có làm như vậy, và hình như họ đã được quốc tế xin lỗi, được quốc tế hứa hẹn là đem quyên góp cỡ nghĩa là gần 800.000 Mỹ kim, 800 triệu. Bởi vì cái nhà máy đó, dự cái mái che đó người ta dự trù tốn tới 1.1 tỷ Mỹ kim. Thưa giáo sư, như vậy cái tai nạn ở tại Chernobyl thì coi như là một cái tai nạn khủng khiếp, nó ảnh hưởng lên con người và cái môi trường xung quanh hay môi sinh. Như vậy thì liệu nó có làm chùn bước chân của con người trong việc mà sử dụng cái năng lượng hạt nhân vào cái mục tiêu hòa bình hay không? Dạ vâng, thì cái ảnh hưởng trên con người đó, đứng về mặt mà gọi là sinh học ấy, thì nó khủng khiếp lắm. Năm 1990 tôi có mặt ở bên Liên Xô, thì lúc đó được xem những cái hình mà lúc đó nó cho là quốc cấm ấy, về cái nạn nhân của Chernobyl, thì nó khủng khiếp lắm, mình không thể nào mô tả được. Thế nhưng mà ngược lại đấy, thì có lẽ thì nhân loại cũng không có cái lựa chọn nào ghê khiếp, là tại vì giờ là cái năng lượng hạt nhân ấy, bình thường thì nó là loại năng lượng mà nó rất ít làm ấy cái môi trường, như là than hay là cái gì kia. Và do đó thì người ta nghĩ rằng là cái cách bây giờ là không thể nào bỏ được cái đó. Tại vì nhiều quốc gia bây giờ như Lithuania dùng đến 80%, Pháp dùng đến 77%, vân 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 vân. Thì thành ra là nó chỉ có một cách là làm sao mà chúng ta phải bảo vệ những cái ấy để cho nó tránh bị ảnh hưởng khi mà nó bị động đất, khi mà nó bị những cái vấn đề như vậy. Thì có lẽ là vì những cái tai nạn khủng khiếp như vậy, như Chernobyl và Fukushima đó, thì con người sẽ tìm được ra những cái kỹ thuật để mà làm sao gọi là bé bờ được những cái tai hại của năng lượng hạt nhân. Vâng, như vậy tức là ông Liên Xô, ngày nay là Nga, và Ukraine và Belarus là ba cái nước mà nó xung quanh gần cái khu vực mà bị tai nạn, cho nên họ bị thiệt hại rất là nhiều. Tuy nhiên, cho tới giờ phút này thì Nga đang xây dựng 11 cái lò phản ứng, so với Ukraine 2 và Belarus 1. Và các nơi khác người ta gọi là hoãn thôi, chứ còn cái chuyện mà ta tính là tìm những cái phương tiện biện pháp nào có thể an toàn hơn, chứ không có thể loại nó ra. Bởi vì chúng ta biết rằng nó đã chiếm cái năng lượng hạt nhân, nó đã cung cấp năng lượng cho thế giới khoảng 16%, so với than đá là số 1, cho 39%. Như vậy thì nó cũng khó lòng mà thoát. Trong khi người ta tính về cái năng lượng sạch mà người ta hy vọng á, thì cho tới năm 2030 thì may ra mới được 14% cái năng lượng thế giới. Cho nên tôi nghĩ rằng không có cách gì mà người ta từ bỏ, chỉ có cách là phải làm sao để giữ an toàn hơn. Xin cảm ơn giáo sư đã tham gia chương trình hôm nay. Đại Dương xin cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình, và xin hẹn kỳ tới.